mình như là cái anh chàng đẹp trai như handsome mà nói được thương tôi, nghĩa là ở trong bụng mình đang chờ thương anh đi em, thương anh đi em, thưa quý vị. Yêu tôi đi. Thưa quý vị, vừa rồi thì quý vị đã thưởng thức phần trình bày của nam ca sĩ Handsome Trương trong nhạc phẩm Đừng Thương Tôi. Và tiếp sau chương trình đây là một nhạc phẩm mà trong năm vừa qua cũng như là những năm trước đó đã được quý vị yêu cầu rất là nhiều trong chương trình nhạc yêu cầu. Thưa quý vị, đây là một sáng tác của bài hát của Minh Khang, một bài hát mang tên Cầu Vòng Khuyết. Có lẽ quý vị nghe tên nhạc phẩm này thì cũng đã nhận ra ngay nhạc phẩm Cầu Vòng Khuyết được quý vị yêu mến và yêu cầu rất là nhiều. Tuy nhiên, Cầu Vòng Khuyết ngày hôm nay trên sân khấu của giai điệu Trái Tim sẽ là một trong những màn trình diễn mà rất là mới lạ đối với nam ca sĩ Ryan Trương, là người sẽ hát nhạc phẩm này gửi tặng đến quý vị. Tại sao quý vị có thể nhớ rằng Ryan Trương và Nhan Trương mà mỗi lần mà xuất hiện trên sân khấu là quậy tưng bừng quậy nát ở sân khấu luôn thưa quý vị, rất là hot và lúc nào cũng nhảy. Nhưng mà ngày hôm nay là lần đầu tiên trên bất kỳ một sân khấu nào mà Ryan sẽ thể hiện một nhạc phẩm tình cảm lãng mạn và nghe rất là thấm. Đó là nhạc phẩm Cầu Vòng Khuyết, gồm có những cái tâm tư tình cảm mà thật nhất, tiếng Anh nó gọi là raw emotions. Và bây giờ xin có lẽ quý vị cũng đã nôn nóng lắm rồi xem phần trình diễn lần đầu tiên, sự thay đổi của Ryan Trương, sự hóa thân như thế nào. Xin mời quý vị cùng hướng về sân khấu với chàng trai ngày hôm nay đóng vai thất tình, nhạc phẩm Cầu Vòng Khuyết với nam ca sĩ Ryan Trương thưa quý vị. Tôi đến mong giờ mới được có em, đến mong giờ hãy được cầu vồng.
Rồi, lần đầu tiên mà hát nhạc một buồn thê thảm, mình ngồi riêng một chỗ mà không nhảy như vậy thì thấy làm sao? Hello. Cảm thấy cái lễ đặc biệt là trái tim Valentine. Mà các cái bài này sự thật các con single tới ngày nay. Những cái bài ca mà hát là nó có sự thật, nó sẽ trong cái đời của ca sĩ. Ryan đang than thở là Valentine sẽ tình yêu sắp tới mà chưa có ai mà để cho Ryan mà tặng sô-cô-la với lại cấu bông đó quý vị. Thành ra là các bạn nữ nào ngoài kia mà muốn xung phong hoặc là ghi danh thì cứ liên lạc với Ngọc Hân lấy tiền hoa hồng.